Dạ. Hay nổi. Rồi. Hay cái cỏ. Đi bao lâu rồi? Dạ khoảng một năm nay. Khoảng một năm nay rồi. Gì dạ. Nữa? Nhưng nó hay lấu vài sườn. Rồi lấu vài sườn. Hồi trước bị té sao? Dạ có té ngồi nó thụng cột sống em là đêm 2. Rồi. Rồi bây giờ nó mỗi lần đến cái lúc mà bón đó, hoặc là đến cái cầu mà đi không được đó. Ừ. Hai cái chân này cái gì đúng rụng rồi. Đúng rụng rồi. Ừ. Rồi cứ vậy đi. Dạ. Cái gì coi cho nó rụng rụng sao? Dạ. Rồi bây giờ cúi xuống em, cúi đứng cúi xuống rồi được không? Được không? Dạ được, bình thường, nhưng mà có một cái cơ từ từ nó tay vô lại. Tay vô lại, rồi, quay lưng lại đi. Đó, rồi giữ cái tay là sao? Rồi, ngon lành, tay nó ngon lành, tay kia. Ngon lành, có đâu có gì đó. Dạ, nhưng mà có gì nó nặng, cái chân đi không nổi. Nó nặng cái chân đi không nổi, dạ. Bây giờ ví dụ đi thử coi. Đi nghe cảm bây giờ là sáng giờ hớp không khí nhìn nấu thì đi được rồi. À. Nhưng mà đi ăn thôi dù không bao giờ đi nấu. À, vậy thì đó là bây giờ chịu khó nhịn nhịn ha. Dạ. Rồi nhà ở đâu lên? Dạ tôi Vĩnh Long. À, tới đây mấy ngày rồi? Dạ, 3 ngày rồi. 3 ngày rồi, à vậy. Vậy là chờ mấy ngày nay rồi ha? Dạ. Đây quay cái người đang giúp người đó, vậy đó, ok. À, được rồi. Vô danh sách hai lần bị đẩy ra hai lần. Dạ. Dạ. Bị loãng xương nặng nha thầy. Loãng xương nặng được rồi. Muốn cho nó gãy xương luôn. Tính cho đi. Này sao chị biết bị loãng xương nặng? Dạ đi khám bác sĩ đo xương. À, đo xương cũng nói loãng xương nặng. Dạ. Rồi đề nghị uống gì? Dạ đề nghị uống thuốc loãng xương. À, dạ. Dạ. Rồi dạ. Uống bao lâu à? Dạ uống lần một đó rồi, không dám uống nữa, nó nóng quá chịu hết nổi. Nói xưa mới uống thì uống sữa không cũng được. Dạ. Đây. Sao nhói vậy? Đau. 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 Rồi lên nằm đây. Rồi, nhớ gọi là nhớ mong lên, đó, vậy đó. Xong rồi. Đi rồi đó, nằm yên. Đây. Đi ngoan chút xíu. Chắc cho ta. Rồi, ok. Rồi, giờ đi rồi đây. Một cái nó đủ rồi. Một cái rồi. Rồi, bây giờ bước xuống coi chung tay, chung chân, chung đồ. Đây, sao bây giờ tôi kéo cái cuốc sống ra rồi nha. Dạ. Coi sao rồi. Cái cuộc sống tôi bị té, bị sụn tôi ghé ra rồi đó. Dạ. Sao rồi chưa? Dạ, thấy đây em khỏe. Khỏe ha, bây giờ cái lưng tôi bớt đào không xây cho đỡ đi. Thấy đau chưa? Đỡ. Rồi, xong rồi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.